Xin chào anh em, xin chào các bạn. Tôi đang có mặt tại di tích Bạch Đằng Giang. Nơi đây đã có những chiến công rất là hiển hách. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đi quay cho các bạn xem cái di tích Bạch Đằng Giang nó có những cái gì. Đây chính là tượng trưng cho ba chiến dịch đã quyết định tự mình xưng vương với ba trận thắng lừng lẫy với ba vị tướng cũng như là vị vương của trận Bạch Đằng Giang. Trước mặt chúng ta chính là tượng của Hưng Đạo Đại Vương Trạch Quốc Tuấn. Ở giữa chính là Đức Vương Ngô Quyền. Tiếp theo đây chính là Hoàng đế Lê Đại Hành với ba chiến tích tại trận Bạch Đằng Giang. Không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt trăm quan chế định triều nghi phẩm phụ có thể Ngô Quyền là vị tổ trương vinh của đất nước, đứng sau vị tổ trương vinh của đất nước là Hùng Vương. Và cái này là mình làm biểu tượng, làm biểu tượng để mà chiến lại. Chỉ còn cái cọc kính của nó là coi như cái lúc nào nó cạn nước không. Đây là những chú voi, những chú ngựa chiến. Nhưng mà voi này có vẻ hơi bé nhỉ? Voi này là voi mới trưởng thành. Voi mới đẻ. Ngựa này thì ngựa to rồi. Ngựa này là ngựa sĩ số rồi. Ngựa này gọi là ngựa xịn ấy, to. Bây giờ đang là trên đường chúng tôi đi về, thì trên đường chúng tôi đi về thì sẽ quay cho các bạn xem những cái mà lúc vừa các bạn chưa được xem, ví dụ như là đền thờ của các vị có công trong cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chắc nghĩ đây là chừng chắc, chừng nhị, chừng tam. Đây bà Triệu. Đâu bảo là có voi rồi, chỉ thiếu mỗi bà chừng thôi chứ đấy mà. Cơ phải. Là có voi rồi, hai bà chừng. Đấy, ba bà chừng. Có voi rồi, thiếu mỗi bà chừng. Ngay đây chính là cây lưu niệm của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tiếp theo chính là đền thờ Đức Vương Ngô Quyền. Và xem tí không chị? Đền thờ Đức Vương Ngô Quyền. Bên tay phải và là một cây hoa sứ rất là thơm.
Tiếp theo vẫn là một ông voi. Ông voi rất là cổ. Ông voi cổ. Hai bên, bên đây cũng là một ông voi. Ngô Quyền là một trong những người có công rất lớn trong lịch sử đất nước Việt Nam ta. Đánh quân Nam Hán năm 938. Trong khu rất là yên tĩnh. Kiến trúc bậc đá rất là đẹp. Cửa bằng gỗ. Chị ơi, trong này có hai ông voi cổ. Cứ nhìn cái dáng là được rồi, cứ gì nó bây giờ tối hôm qua. Đây là cây bồ đề. Đi cái gì trong được. Thôi cứ nhìn thấy hình thôi. Đa phần là mọi người toàn cúng tiến ở đây những cái bồ đề ấy nhỉ. Thì cái nhiệm vụ của món đông cái gây dựng một chỗ. Sau này có gì có ý nghĩa lịch sử. Đây có để toàn ông tiên với trong hàng cũng lãnh đạo tập theo. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Chủ tịch, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính. Bí thư Trung ương Đảng. Minh Chính. Đây được nhận đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Anh Phong ơi, sao cây này nó cứ bị nột vỏ như thế nào nhỉ? Đi vào khu này là đền thờ Thánh Mẫu. Và những cây đẹp. Đường vào có cái khu giữa nhưng không có cái nhà cây dâm bụt ấy. Ừ. Đi như thế này mát nhỉ. Cái này cái xanh là cái xì ấy. Đâu. Cái đấy là cái đa. Đa. Cái là hoa này. Ồ cái này hoa đẹp ấy. Cái này không phải là cái đẳng quế, cái này là cái chuyên quế. Tại sao gọi là thiên tuế mà không phải là vạn tuế? Thiên tuế. Tức là 1.000 năm. Còn vạn tuế là 10.000 năm. Sống không lạc. Giữa hai đường sánh từ. Sống chống lên sợi tóc. Bộn vạn cân thái. Chợt đâu đó sẽ xem mấy quá khứ. Đã thăm được mùng tươi nhỉ? Đúng. Vừa giống cái xạ đen vừa giống cây. Nó trẻ giống cây đấy, cây đấy là cây cẩm núi. Mất tiền dân, thiếu tan, hoạch khắc, bao thô tình.
Đúng rồi. Phát cánh vua cùng dân chung lòng với tướng quân đã cứu trên tấm sa cờ ai cứu chữ bảo hoàng ân là bảo quý ân trong họ chẳng ai còn lưỡng lự cầm quý đây là đền thờ quyết trần hưng đạo phong văn một thương thiết chế hai lần sơ đồ diễn biến toàn trận Bạch Đằng Giang năm 1288. Một số hình ảnh hoạt động ở Bạch Đằng Giang. Cây đa cổ thụ các vị Na Hán Man Đè Mặt Đà Na Tân Bộ Na Bản Na Đoạn Đô bằng giáo sản cắm nam thấy trường dân là một cả bàn chân năm đơn sản kỹ quý chiều bạn đàn na đoàn viên sản quý qua bị số nhân lật dốc bị xé ra từng mảng nhân kiệt đà giữa lúc dòng thiên mở bút thu mây quân tiết ứng của quốc sư hàng xuất trận và hướng đạo hạ vương Trần Quốc Huấn hiện ra như một vị thần linh mặt trận sông bắt sóng kinh tình thế là đã nơi này bỏ lũ con hoang của trời sang bạc đọc á ông từng hoàn lý chùa một súng gọi bán nhau ân lễ chiến một quay về đây là đền thờ Đức Hoàng đế Lê Đại Hành. Chúng tôi đang đi vào khu nhà trưng bày hiện vật của các trận đá Bạch Đằng Giang. Cọc gỗ Bạch Đằng Giang tại bãi cọc cao Kỳ Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tản viên gỗ thật thân cây gỗ luôn. Đồng to nhỉ.
To đây là vũ khí của quân Mông Nguyên thế kỷ 13. Vũ khí quân Mông Nguyên nó cứ cong cong cong. Đúng kiểu con thuyền kiểu độc mộc ấy, cả một cây gỗ nó quét. Này kiểu như cái thuyền độc mộc ấy chị ạ. Thuyền độc mộc ấy, tức là cả một cây cho người ta. Cả cây gỗ nó đục ngấy lên quét thành thuyền ấy. Đó. Nên xem mấy cuốn sách này về mà đọc lại lịch sử anh ạ. Đồ vũ do nhân dân lấy thế nằm sông Bạch Đằng Trung Tiên. Ngày xưa toàn đồ tinh xảo nhỉ, đẹp đẹp tí là đẹp nhỉ. Bình thôi em. Bác cổ. Đồn gỗ, đồ gốm đời nhà Nguyên. Đồng chí Lê Văn Thành đại biểu và bí thư đảng. Ba. Tiền vào đây. Đề nghị quý khách không neo trèo lên hiện vật. Chống đồng. Ôi, chống mà đẹp chưa? Chống mà mới đẹp. Các bạn biết. Cái cọc này. Mạng vàng hả chị? Thiếu tướng Doãn Đức Thái. Thank you.
gần thế rồi. Đây là học là đây là học học là nó vũ khí của quân đội cho người chồng. Sau khi tham quan thì tôi bắt đầu đi về. Thì khi đi về thì đằng sau có rất nhiều người bắt đầu mới đến. Lúc này khoảng tầm 4:30-5 giờ. Khu tham quan của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho tôi một like và một đăng ký kênh để tôi tiếp tục làm thêm những video clip hay hơn nữa. Xin chào anh em và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại.